Chào anh em nhá. Hôm nay đi thăm bẫy được một em bằng má. Không ra được, ra làm sao được. Đây, em bằng má. To không anh em? To nhá. Một em bằng má rất là to. Nhỏ hơn con của em bữa đấy. Tưởng chừng không được nhưng mà lại được. Em cất đi cái mía xong banh cái này ra cho anh. Đấy anh bắt không biết bắt kiểu gì đấy. Khó nhỉ. Móng nó dài nhỉ. Anh xem nào. Mày láo. Ngu này. Ai nhụ chui vào làm gì này. Để tôi bắt ra nha anh em nha. Mày láo này. Mất dài này. Con này được tầm 1,5 cân anh em ạ. Chào anh em tôi. Để tôi bắt nó xong rồi tôi sẽ đi thăm tiếp. Này. Quay chiều này xem. Đúng rồi, quay được. Đừng dùng nhé. Ui trời, từ. Con bữa trước đều hiền bằng con đi. Con hiền à? Không. Phản ơn. Không nói là con hiền à? Bữa nữa em làm mãi mới đỡ cho. Ui. Con Nhi hiền hơn con bữa trước nhiều. Đừng em ơi. Con này cũng con đực. Đưa cái túi ra anh. Lấy cái cây nữa luôn à? Không. Banh ra em. Từ để anh làm. Anh làm sao? Không sao. Chưa tháo ra răng. Hả? Hả? Tháo ra. Tháo ra kiểu gì? Biết cách tháo mà. Vì làm thịt canh. Thầy. Vì làm cái gì cũng được. Tắt đi ra đi. Chúng tôi đã đặt xong vấy và đi tiếp. Hả? Hả? Không. Chúng tôi sẽ đi xuống thịt rồi. Không được hả em? Vấy này không dính à? Tình gái biết liền nhỉ. Đây cái bẫy cuối cùng rồi anh em ạ. Vẫn không được. Hết rồi, hết bẫy rồi. Được có một con thôi. Biệt. Bẫy em không được à? Chán nhỉ. Cây này bữa sau nó tới nhiều này. Trồn tới này. Nó tới ăn quả.